trước mặt quý vị là một sân khấu cũng đầy lá vàng rơi. Lúc nãy chỉ có một người thôi, bây giờ tới hai người. Họ là ai? Sẽ làm gì ở trên một sân khấu đầy lá vàng rơi? Mời quý vị theo dõi. Nhìn giống mấy thằng crazy man quá. Thank you very much. Vậy khen nào thank you? Ủa anh mới nói tôi Superman á. Bậy. Crazy man. Là gì? Là mấy thằng điên á. Không nuôi nấng ngày nào tự nhiên gặp mặt cái chửi là sao? Trời đất ơi, chứ ai ăn bận đồ với cha, chứ bận đồ ghê quá vậy. Làm gì ghê trời ơi, xin lỗi. Tự giới thiệu nha, đồ này tôi mặc đi đi làm. Đi làm hả? Ừ. Đi ăn cướp hả? Bậy. Trời ơi, là làm việc đàng hoàng. Làm gì mà ăn bận đồ ghê quá vậy? Tự giới thiệu tôi đang đi làm bác sĩ. À ừ ơi. Bậy hoài. Gì? Tướng gì làm bác sĩ gì? Trời ơi, làm bác sĩ thiệt chứ bộ. Là bác sĩ bệnh viện nào? Tôi đang làm cho bệnh viện Los Angeles Hospital. Trời ơi, hèn chi lúc này thấy bệnh viện có chắn que à. Bậy, tại anh đứng trước anh mới thấy vắng ra sao coi. Trời ơi, vô nượp 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 vậy, cản làm không kịp vậy đó. Ủa, làm không ngoài sao hả? Làm đằng sau. Không nói đâu không biết. Mà làm gì ngoài sao vậy? Nhà xác. Nói trời. Làm gì đó? Có gì đâu ngạc nhiên. Trời ơi, tôi đang phụ trách về cái khâu mổ xẻ. Mổ xẻ? Ừ. Ê, nhưng mà anh mổ đàn ông hay đàn bà vậy? Anh không thấy tướng tôi hả? Sao? Tướng tôi vậy sao tôi dám mổ đàn ông? Ủa sao vậy? Trời ơi, nó đưa đàn ông vô nào nấy chành bành vậy là sao mổ? À? Mấy thằng đó phải giao cho nghĩa sữa. Còn tôi tướng mảnh khảnh vậy, tôi phải chuyên môn phụ trách về mổ đàn bà và phụ nữ. Ô vậy? Ủa mình sao tự nhiên chia đàn bà và phụ nữ làm hai là sao vậy? Trời có khác chứ. Trời ơi, đàn bà vô tôi mổ 1 phút. À. Phụ nữ tôi vô tôi mổ 1 tiếng. Trời sao lâu vậy? Trời ơi, anh không biết gì hết trơn á. Trời ơi, đàn bà vô có gì nữa đâu mổ. Nó không già cả rồi, đưa vô cái tôi làm cái rẹt, cái tôi đẩy qua bên. Còn phụ nữ vô cái tôi mổ xuống cái tôi phải nghiên cứu. Trời ơi, nhiều bộ phận mình phải giữ lại, mình nghiên cứu còn xài được không á. Trời ơi, khó khăn lắm chứ bộ. Ghê quá trời ơi. Còn anh sao lúc này sao rồi? Tôi hả? Ừ. Bảo cho anh biết tin mừng. Tin gì mừng? Tôi mới vừa có người yêu. Có người yêu? Đàn ông hay đàn bà? Trời ơi. Hả? Nhìn tướng tôi sao nó kỳ vậy? Ủa chứ? Giỡn qua nhìn tướng này coi. Tướng gì không lẽ? Bê đê. Tướng này là nàng hoàng. Người yêu tôi là một người phụ nữ. Phụ nữ 100% chứ không phải là before operator giống như anh làm Thảo nói hồi nãy đâu. Tướng đàn ông hả? Tướng đàn ông mà vậy nè. Tôi nhớ rồi, đợt trước là anh là toàn là lấy đàn ông không hả? Mãi, giờ đổi rồi phải. Xưa rồi. Nhưng mà đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Người yêu tôi hả? Ừ. Trời ơi, nói anh nghe nghe. Đẹp không? Đẹp không? Tôi nói xấu quá à. Trời ơi, cũng khoe ông ơi. Không, xấu giờ, mà khoe làm gì? Chứ giờ người đẹp đó nữa lấy. Ủa sao vậy? Đẹp như Việt Thảo vớt hết rồi. Cha này dữ dội đi. Ừ, thấy chả cũng đâu đẹp hơn ai đâu mà người đẹp cho vớt hết trơn vậy. Nhưng mà rồi xấu rồi, ráng lấy vậy đó. Không sao, không sao, không sao. Tao nói xấu nhưng mà về cái mình tân trang lại. Ủa tân trang được hả? Ừ. Tân trang sao? Giống như là mình mua cái nhà mà cũ không? Về cái mình cái chỗ nào mà không đẹp cái mình sửa lại cho nó đẹp. Trời ơi, người ta mà làm cái nhà vậy trời. Ví dụ như mắt không, mắt khí không, cắt mắt, mũi xẹp không, chống mũi, không mỏ hô không, tà mỏ. Không cái chỗ nào mà nó lép cái mình bơm nó lên, cái chỗ nào mà nó to quá cái mình nhét nó xuống. Tôi nói là từ trên đến dưới, tôi nói thon thả nó đẹp, mặt mày nó đẹp. Trời ơi, tốn biết nhiêu tiền nha, tốn biết bao nhiêu tiền mới được á. Biết bao nhiêu tiền luôn. À. Trời ơi, giống như anh nói nãy giờ là vậy, còn hơn cái xây cái nhà nữa đó. Chứ sao, trời ơi, tôi nói sửa. Xây nhà đâu nên nó tốn dữ vậy phải không? Đẹp, bây giờ nó đẹp lắm rồi. Đẹp lắm rồi phải không? Dữ dội lắm. Chúc mừng hạnh phúc. Gì chúc mừng? Thì đẹp là chúc mừng hạnh phúc. Chúc ông nội tôi chứ chúc. Thì sao nữa? Đẹp, Diệt Thảo thấy Diệt Thảo vớt nữa rồi. Sao không giữ cho kỹ? Trời ơi, bây giờ tôi nói cây Diệt Thảo, tôi nói thấy gái đẹp là vớt, thấy gái đẹp là vớt à. Đã biết vậy rồi mà còn khi đã làm đẹp rồi mà không ráng giữ. Bởi vậy tôi tức quá anh. Ờ, tức sao? Quá tôi lựa xấu rồi mà cũng còn bị vớt. Rồi. Tức quá tôi viết một bài nhạc nói lên tâm trạng của tôi. Tức quá viết lên một bài hát tâm trạng của anh. Bài hát tâm trạng của những người mà bị đau khổ, bị gái mà nó dụ giống như tôi vậy nè. Ờ. Mê gái giống như tôi vậy nè. Vậy bài hát được mang tên là Trống Máy. Trời ơi, ta có bài trống vắng cái làm gì có bài trống máy ông ơi. Không, cái bài này bài trống vắng là riêng, còn bài của tôi là cái bài trống máy, là trống là tôi nè, còn máy là người yêu tôi đó. Bây giờ tâm sự quá trời vậy phải không? Bây giờ sẵn có bà con cô bác ở đây, bây giờ anh trình bày cái tâm sự qua bài hát này luôn. Được, tôi sẽ hát bài hát này tặng bà con cô bác và riêng tặng cha Diệt Thảo này chuyên môn vớt mấy người đẹp. vô thử coi. Bình tĩnh, bình tĩnh.
đi qua cái bóng của tôi. Ngồi nhìn cái bóng càng bơi theo đêm ngày. Bóng ơi, bóng ơi, từ khi em đến vì em ăn tiêu xài. Mất ứng gì cha? Chưa thấy cha nào vô duyên rồi cha này à? Gì vô duyên? Đang hát rock and roll sung gần chết tự nhiên vô giọng cổ rồi cha. Không, chỉ có đoạn này nó lao khổ, phải đưa giọng cổ vô nó mới hợp chứ. Người ta gọi là tân cổ giao mà. Duyên được. Trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, trời ơi, anh thấy không, tình yêu nó quan trọng lắm. Đừng có quan trọng vấn đề đẹp hay xấu, quan trọng là phải yêu nhau thật lòng. Bởi vì anh không nghe hả, một tình yêu là một đề tài muôn thuở của nhân loại. Đúng. Cho nên mới có những câu chuyện tình nổi tiếng nói về câu chuyện tình như là Romeo and Juliet. Đúng. Hay gần đây nhất là một bộ phim nổi tiếng nhất trên thế giới nói về một câu chuyện tình xảy ra trên con tàu Titanic. Đúng. Giữa Rose and Jack in the Box. À, bảo mà. Chắc thôi, chắc không, chắc còn không bị được. Tại tôi ăn hamburger quen, bị lộn. Bây giờ tôi kể cho anh nghe nè, một câu chuyện tình của đôi trai tài gái sắc. Hai người này thương nhau đắm đuối và hẹn lớn lên sẽ nên nghĩa vợ chồng. Nhưng trái ngang thai, một tai nạn xe cộ thảm khốc đã cướp mất đi đôi chân của anh ta. Trời ơi. Coi như từ đây trở lên còn nguyên, từ đây trở xuống trụi lũi. Nhưng mà đâu đâu có sao đâu, tàn tật chút xíu còn yêu được mà. Trời ơi, nhưng mà cái điều quan trọng là ảnh mất có một bộ phận nhỏ thôi, mà nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời của ảnh. Mất luôn. Mất luôn. Trời ơi, nguy hiểm quá. Nên sau khi gia đình nhà gái biết ảnh không còn thể nào truyền dòng truyền giống được nữa, cho nên mới đem nàng gả cho một gia đình của một người con trai giàu có. Quá đau khổ. Tuy biết người con trai của gia đình giàu có này là một người con trai cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Mời quý vị thưởng thức một bài hát nói lên tâm trạng tình yêu thê thảm đó. Bài hát được mang tựa đề Tiếng Hát Chim Đa Đa. Xe lăn giống bị bón quá cha ơi. Để yên tôi diễn nha. Thấy người yêu, thấy người yêu. Ngày nào em tôi 15, anh hay nghe em đôi lấy chồng. Có người chồng thêm ấm đêm đông. Rồi thời gian dần trôi mau, khi hay tin anh đã mất dòng.
nàng liền đem gả qua sông. Hôm cô dâu sang nhà chồng, anh lăn xe ra ngoài đồng ngồi nhìn nàng bỏ sang sông. Hôm cô dâu sang nhà chồng, ai ru con nghe buồn lòng, lời ru nghe nhớ mong. Để con chim le le ngậm ngùi đành ăn me. Để con chim le le ngậm ngùi nằm. Không cản tôi cha. Trời ơi. Ừ, hết bài không cản tôi lăn cái vô cho trọng luôn giờ. Quá hay, quá hay. Vỗ tay quý vị. Cảm ơn quý vị. Dữ dội. Thấy không, thấy không? Trời, bởi vậy tình yêu nó khó khăn lắm. Bởi vậy người ta bưa mới nói là khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bò hòn nó cũng méo. Đúng, phải không quý vị? Cho nên mà khi có tình yêu rồi phải ráng giữ, đừng có phân biệt là đẹp hay xấu. Không, anh không biết. Trời ơi, quý vị biết sao? Nói cho nghe. Trời, quý vị biết sao cho trời, thấy anh Việt Thảo không? Sao, thấy không? Thấy tướng tá là ngon lành không? Thấy Việt Thảo không? Tướng tá quá ngon lành. Yêu đẹp không á? Mặt mày quá đẹp trai luôn. Nhưng mà người yêu của anh là đẹp đẽ không, đẹp à? Đẹp không à? Nhưng mà điều quan trọng là vợ ảnh á. Vợ sao đẹp? Vợ ảnh very ất lì. Vậy vậy vụ đó gì Thảo giấu kỹ lắm. Không phải nói cho khán giả đâu, không Thảo giấu kỹ lắm. Đừng nói trời ơi quý vị biết không, trời biết, ơi đàn bạn phải để tôi kể. Đàn bạn gái trời ơi, mắt khí xị à, mắt này nè, mắt rồi trời ơi, mắt gì chịu nổi không, mắt gì chịu nổi không, trời ơi, đi ra đường không mở đèn dám lọt té lắm á. Vậy mà kêu anh Lợi nói anh Thảo trời ơi tướng tá sao anh ngon lành, người yêu đẹp đẹp không mà sao vợ anh trời mắt khí xị vậy anh Thảo. Trời ơi ông tự ái liền đang thương mà binh liền binh sao, cái đó không phải là mắt khí, cái đó người ta gọi là cửa ngõ tâm hồn. Sao vậy? Mắt nó hí hí vậy, nó thấy mình tôi, mắt nó mở lớn, nó thấy nhiều anh mắt công nó lựa. Hay cái này mới giữ, cái này mới giữ nè. Trời ơi cái miệng sao đàn bà gái mà miệng hô thấy sợ luôn vậy đó. Miệng nè. Chị nói không? Dám hôn không? Rồi đưa cho cái kịch là dội ra liền. Vậy mà cự ảnh nó nói trời ơi đàn bà gái miệng hô dữ vậy. Anh cũng cự nói cái đó không phải là miệng hô. Chứ là gì? Cái đó người ta gọi là mái nhà hạnh phúc. Sao vậy? Đi ra ngoài đường lỡ trời mưa núp vô khỏi sợ bị tạt. Trời ơi. Tôi đúc thử. Núp. Rồi lên lên ơi. Trời ơi, nó không bị tạt mà điều nó bị dột. Nước miếng nhiễu quá trời à. Vậy cho nó, vậy mà ông có chịu đấy không? Bây giờ cho nó tình yêu mà, đừng có quan điểm xấu hay đẹp. Quan trọng nhất là mình phải yêu. Chứ sao? Cho nên là sẵn dịp ngày hôm nay, và Bảo Liêm và Dân Sơn xin gửi đến quý vị một bài song ca thiệt là vui để cầu chúc cho tất cả bà con cô bác có mặt ngày hôm nay được một mùa an khang và thịnh vượng. Đồng ý không? Vô. Ta chúc mọi nhà, chào ta chúc mọi người bình thường đem đến gắn nơi gần xa. Cầu mong con bước đậm đà, cầu mong xuân khỏe mặn mà, để nào luôn mãi hát khúc quan ca. Người trẻ yêu thương rộn ràng, gặp cuộc sinh sống tìm tàn, làm ăn mua bán sáng như hào quang. Từ nay ta hết nghèo nàn, từ nay ta hết buồn phiền, để nào luôn mãi sống đời phần biểu diễn của Bảo Liêm Dân Sơn đến đây chấm dứt. Xin hãy kính chào quý vị. Đứng lại. Xong rồi, Bảo Liêm. Xong rồi. Đứng lại đây. Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức phần trình diễn của đôi danh hài Vân Sơn và Bảo Liêm. Xin lỗi quý vị, xin phép quý vị cho Việt Thảo khoảng đôi phút để xử cái thằng em này. Gì vậy? Tại sao dám nói xấu vợ anh? Anh ngộ quá, vợ anh xấu, ta nói xấu, con nói nữa. Thảo, anh em nói giỡn mà anh Thảo nóng dữ vậy. Có khán giả bây giờ người ta cười vợ. Vợ xấu. Không, mà Liêm cũng kỳ nữa. Hả? Vợ anh Thảo gì mà nói xấu gì? Không phải hả? Phải. Quá xấu á. Quý vị thấy